Xin chào chị, thì em lên thêm cây kính lão 3 độ, 3,5 độ. 3,5 độ. Hàng của Nhật anh chị nhé. Cái ve này, cái này khá lâu rồi, cái ve nó bị đổi màu, ngả màu. Cái này đeo rất là đẹp. Một chút như vậy. Nó còn lại tổng thể nhìn thì rất là đẹp. Anh nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo nhé, 090 22 77 552. Em cảm ơn.